Tấm gương của Ukraine, lý do ngài Putin tôn trọng Việt Nam, tầm nhìn của người Việt. Thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, mọi sai lầm đều phải trả giá. Bất kỳ hành động nước đi nào đều cần phải tính toán một cách tỉ mỉ. Ở bên cạnh một cường quốc và đầy máu mặt như Nga, tuy nhiên lại hướng về các nước châu Âu khác, cụ thể đòi gia nhập NATO, nguồn gốc tổ chức này lập ra chủ yếu chính là để chống lại các nước có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, cụ thể hơn nữa là nước Nga. Ukraine dần biến mình trở thành quân cờ cho phía Mỹ. Sự đối lập về cách ngoại giao cũng như cách xử lý vấn đề của Ukraine cho thấy người Việt Nam ta đã khôn khéo trong các đường lối như thế nào mà khiến các nước khác phải kính nể. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe về tầm nhìn và sự sáng suốt của người Việt khi soi vào tấm gương Ukraine. Hiện nay, nhìn vào Ukraine hiện tại, thật khó để tin rằng đây từng là quốc gia mà Việt Nam từng ngưỡng mộ. Nhưng trước khi bàn về những vấn đề phức tạp hiện nay của Ukraine, chúng ta hãy quay về quá khứ của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, ta có mạnh thì họ mới chịu đếm xỉa đến, ta yếu thì ta chỉ là một khí cụ trong tay của kẻ khác. Câu nói này luôn đúng với tất cả các quốc gia trên thế giới. Điều này khiến chúng ta tự hỏi vì sao Nga, đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin, lại dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Không chỉ vì Việt Nam là một cựu đồng minh của Liên Xô hay vì vị trí chiến lược của Việt Nam với Nga, mà còn bởi bài học lịch sử mà hai nước cùng trải qua. Trong nhiều cuộc phỏng vấn và chuyến thăm ngoại giao, mỗi khi nhắc đến Việt Nam, Tổng thống Nga thường thể hiện sự chú ý đặc biệt. Việt Nam và Trung Quốc từng theo mô hình kinh tế chính trị của Liên Xô, nhưng đã tìm được con đường phát triển riêng. Sự chuyển mình của Trung Quốc bắt đầu từ việc phản đối các cải cách của Khrushchev, trong khi Việt Nam thay đổi vào những năm 1980 sau thắng lợi trong cuộc chiến chống Mỹ. Khi Liên Xô bắt đầu cắt giảm viện trợ, các nhà lãnh đạo Việt Nam nhận ra rằng họ cần tự đứng trên đôi chân của mình. Họ đã thực hiện những cải cách chính thức công bố vào năm 1986, một năm trước khi Tổng bí thư Gorbachev tuyên bố cải cách ở Liên Xô. Trong cuộc gặp cuối cùng giữa Gorbachev và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh ở Đức năm 1989, Gorbachev đã ngạc nhiên khi biết rằng chỉ trong 3 năm từ khi đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia thiếu ăn thành nước xuất khẩu lương thực. Nga nhận ra rằng trong khi các nước mà Liên Xô hỗ trợ tận tình như Ai Cập hay Đông Đức đều trở thành đối thủ sau khi Liên Xô tan rã, thì Việt Nam lại tìm được con đường phát triển bền vững. Điều này khiến họ có cái nhìn khác về mối quan hệ với Việt Nam. Hiện nay, nguồn hỗ trợ tài chính lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ chính là Đức. Bên cạnh đó, Ba Lan đang trở thành quốc gia có số lượng lính đánh thuê lớn nhất tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời đã tuyên bố sẽ tăng thêm 200.000 quân để đối phó với Nga. Sự thành công của Việt Nam đã chứng minh rằng cách mà Liên Xô áp đặt cơ chế kinh tế và chính trị lên các đồng minh là một sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ. Ngược lại, sau khoảng 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Việt Nam, nếu so sánh với Ukraine, quốc gia có tiềm lực kinh tế, quân sự và công nghiệp đứng thứ hai của Liên Xô, đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Vào năm 1990, GDP của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/13 GDP của Ukraine với con số 6,4 tỷ đô la so với 81,4 tỷ đô la của Ukraine. Đến năm 2021, GDP của Việt Nam đã gấp 2 lần GDP của Ukraine, đạt 366 tỷ đô la, trong khi Ukraine chỉ còn 199 tỷ đô la. Nếu so sánh với các nước thành viên cũ của Liên Xô, ngoại trừ Nga, kết quả cũng thật ấn tượng. Năm 1990, Việt Nam đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng GDP của các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô. Nhưng đến năm 2023, Việt Nam đã leo lên vị trí thứ hai, chỉ sau Nga và cao hơn tất cả các nước còn lại. Nhìn lại 35 năm đổi mới, cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng với tất cả sự khiêm tốn, Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Chính vì lý do này mà Nga xem Việt Nam là một đối tác quan trọng, không chỉ với tư cách là một cựu đồng minh của Liên Xô, mà còn là một quốc gia có hệ thống chính trị và kinh tế tương tự, mặc dù yếu hơn rất nhiều nhưng lại phát triển thành công trong bối cảnh Liên Xô tan rã. Điều này chứng minh rõ ràng tầm quan trọng của độc lập và tự cường, một nguyên tắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra và được các thế hệ lãnh đạo Việt Nam nỗ lực thực hiện. Trong khi Việt Nam kiên trì phấn đấu vươn lên, Ukraine lại tự hủy hoại mình. Vào thời điểm mới độc lập, Ukraine đã được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phát triển, nhưng thực tế lại đi theo một con đường khác.
Ukraine từng là một quốc gia công nghiệp hóa với nền tảng công nghiệp lớn thứ hai ở châu Âu và được biết đến với vai trò là vựa bánh mì của châu Âu, đã trải qua một giai đoạn khó khăn sau khi tách khỏi Liên Xô. Trong khi nhiều quốc gia hậu Xô Viết khác đã vượt qua khủng hoảng và phát triển, Ukraine lại rơi vào tình trạng sa sút, liên tục bán dần tài sản và khí tài quân sự mà mình có. GDP của Ukraine vào năm 1999 đã giảm tới 50% so với thời điểm độc lập. Tỷ lệ nghèo cùng cực đạt đỉnh 32% dân số, trong khi đồng Kaposvat, tiền tệ cũ của họ, mất giá trầm trọng. Đến năm 1996, Ukraine phải phát hành tiền mới với tỷ giá 100.000 Kaposvat đổi 1 hryvnia. Họ đã áp dụng liệu pháp sốc kinh tế, chuyển đổi mô hình từ Âu sang Á, nhưng lại lãng phí nguồn tài nguyên khổng lồ được để lại. Sau một thời gian trì trệ trong những năm 90, nền kinh tế Ukraine bắt đầu hồi phục vào đầu những năm 2000. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã thổi bay mọi nỗ lực của Kiev. Từ đó, Ukraine phải phụ thuộc vào các khoản vay nước ngoài từ Nga, EU và các tổ chức quốc tế khác, bao gồm 16,5 tỷ đô la từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong năm đó. Mối quan hệ giữa Nga và Ukraine vẫn còn khá tốt, giúp Ukraine giảm giá năng lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi phong trào Euromaidan nổ ra vào năm 2014. Đồng hryvnia mất giá tới 200% trong năm đó và tỷ lệ người sống dưới mức nghèo khổ tăng từ 20% lên 60% trong vòng chưa đầy 2 năm. Khoảng 3,5 triệu thanh niên và trí thức đã rời bỏ đất nước trong bối cảnh khủng hoảng này. Cùng thời điểm, hai tỉnh Donetsk và Luhansk tuyên bố tách ra độc lập, làm sâu sắc thêm cuộc xung đột giữa lực lượng ly khai và chính phủ Ukraine. Cuộc chiến này đã khiến tình hình đất nước trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Mối thù địch với Nga đã làm Ukraine mất hoàn toàn nguồn cung năng lượng, khi trước năm 2014, 100% khí đốt và dầu mỏ đều do Nga cung cấp. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, Ukraine đã phải chuyển sang nguồn cung từ EU. Kinh tế Ukraine tiếp tục lâm vào khủng hoảng trầm trọng, dẫn đến việc quốc gia này phải vay nợ. Nợ công của Ukraine đã tăng từ 50 tỷ đô la năm 2015 lên gần 90 tỷ đô la trước khi chiến tranh nổ ra. Và tính đến tháng 4 năm 2024, con số này đã lên tới 143 tỷ đô la. Để hình dung rõ hơn, GDP của Ukraine năm 2023 ước đạt 160 tỷ đô la, trong khi theo dự đoán của IMF, nợ công sẽ chiếm tới 94% GDP vào cuối năm 2024. Về quốc phòng, Ukraine từng được xem là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới sau khi tách khỏi Liên Xô. Họ kế thừa nhiều đơn vị vũ khí trang bị tiên tiến và kho dự trữ chiến lược của Liên Xô cũ. Lực lượng quân đội có biên chế lên tới 780.000 quân, bao gồm 2 sư đoàn tên lửa chiến lược, 4 tập đoàn quân không quân, 1 tập đoàn quân phòng không và 2 tập đoàn quân xe tăng. Về trang bị, quân đội Ukraine sở hữu 6.500 xe tăng, 7.150 xe bọc thép, 1.500 máy bay và 350 tàu chiến, cùng với 2,5 triệu tấn đạn dược và 7 triệu khẩu súng bộ binh. Ngoài ra, còn vô số vũ khí dư thừa nằm trong số 180 căn cứ quân sự trên khắp đất nước. Trong số các vũ khí này, đáng chú ý nhất là các sư đoàn chiến lược với 1.700 đầu đạn hạt nhân. Để so sánh, số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hiện nay chỉ có 390, trong khi Anh có hơn 260 và Pháp khoảng 300. Vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, khi Ukraine giành được độc lập, họ đã nhận được một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, bao gồm 130 tên lửa liên lục địa UR-100N, mỗi quả mang theo 6 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn lên tới 10.000 km, cùng với 46 tên lửa RT-23, mỗi quả mang 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn từ 10.000 đến 11.000 km. Ngoài các loại tên lửa, Ukraine còn thừa hưởng nhiều máy bay ném bom chiến lược, bao gồm 29 chiếc Tu-95MS, 60 chiếc Tu-22M và 19 chiếc Tu-160. Nói một cách đơn giản, mọi vũ khí mà Nga sở hữu, Ukraine cũng có và thậm chí còn vượt trội hơn về chất lượng. Đặc biệt, Ukraine sở hữu một đội ngũ sĩ quan quân sự và các chuyên gia khoa học kỹ thuật hùng hậu, cùng với khoảng 700 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, có khả năng sản xuất hầu hết các loại phương tiện kỹ thuật quân sự. Ukraine còn giữ độc quyền trong không gian hậu Xô Viết về sản xuất các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu lỏng hạng nặng. Họ cũng sở hữu nhiều cơ sở công nghiệp quan trọng, bao gồm các căn cứ không quân và các cơ sở huấn luyện phi công cho tàu sân bay Kuznetsov, những thứ mà ngay cả Nga cũng không có.
Tuy nhiên, sau khi độc lập, Ukraine đã để ngành công nghiệp trọng điểm của mình bị suy giảm, phần lớn do nhà nước bỏ rơi hoặc rơi vào tay tư nhân. Hậu quả là hiện nay, phần lớn các cơ sở công nghiệp nặng nằm ở miền đông Ukraine, khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Ước tính khu vực này chiếm khoảng 1/4 GDP của Ukraine trước chiến tranh và gần một nửa công nghiệp nặng của quốc gia. Theo cựu Thủ tướng Ukraine Denis Shymyhal, từ 95% đến 100% công nghiệp nặng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc rơi vào tay quân Nga. Điều này đã khiến Ukraine phải phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ vũ khí và tài chính từ nước ngoài. Hiện tại, 100% vũ khí và 50% ngân sách của Ukraine đều đến từ viện trợ của Mỹ và EU, có nghĩa là nền kinh tế Ukraine chỉ đủ để nuôi sống một nửa bộ máy chính quyền của mình. Chính vì vậy, Tổng thống Zelensky liên tục phải có các chuyến thăm tới châu Âu và Mỹ để củng cố niềm tin của các nhà lãnh đạo nước ngoài vào Ukraine. Nếu không có viện trợ từ Mỹ và EU, Ukraine sẽ rất khó khăn để tồn tại. Một ví dụ điển hình là vào năm 2024, khi Mỹ bác bỏ gói viện trợ 61 tỷ đô la dành cho Kiev, điều này đã gây ra một cú sốc lớn cho nền kinh tế và an ninh quốc gia của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thẳng thắn bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu Ukraine không nhận được gói viện trợ quân sự đang bị trì hoãn tại Quốc hội Mỹ, thì lực lượng của nước này sẽ phải rút lui từng bước nhỏ. Câu nói này không chỉ phản ánh sự phụ thuộc nặng nề vào viện trợ bên ngoài, mà còn gợi mở một thực tế đáng lo ngại về khả năng tự quyết của Ukraine trong bối cảnh hiện tại. Sự lệ thuộc này làm cho Ukraine ngày càng khó khăn trong kiểm soát số phận của chính mình, buộc họ phải phụ thuộc vào các tính toán của phương Tây trong những cuộc thương lượng với Nga. Phát biểu của Zelensky dù có thể xuất phát từ nỗi bức xúc trước tình hình khó khăn cũng khiến người ta liên tưởng đến cảm giác rằng Ukraine giống như là một tập đoàn lính đánh thuê chỉ hoạt động như một công cụ cho lợi ích của các đồng minh phương Tây chứ không phải là một cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Điều này thật sự khiến người nghe cảm thấy rằng Ukraine không hoàn toàn đứng vững trong cuộc chiến này mà thực tế đang trong tâm thế phải thương lượng. Những phát biểu kiểu như của Zelensky khi ông nói rằng với 1 tỷ đô la viện trợ từ Mỹ thì Ukraine có thể giữ được vùng này vùng kia, nhưng nếu chỉ được 700 triệu thì không thể giữ vững được những vùng khác, làm người ta nhớ tới những giai thoại trong quá khứ khi các lãnh đạo Việt Nam từng phải chạy đua để bảo vệ đất nước dưới áp lực ngoại lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, may mắn cho Zelensky là Nga không có một bộ máy truyền thông mạnh mẽ như Mỹ nên không thể dễ dàng đảo ngược sự thật trước thế giới. Thực tế, phát biểu như vậy của Zelensky có thể khiến dư luận quốc tế nhìn Ukraine như một quốc gia chỉ đang đóng vai trò lính đánh thuê cho Mỹ, như một lá chắn cho các lợi ích chiến lược của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga. Điều này không chỉ gây ấn tượng xấu mà còn làm giảm đi hình ảnh của Ukraine trong mắt bạn bè quốc tế, khiến cho cuộc chiến của họ không được nhìn nhận như một cuộc kháng chiến chính đáng, mà chỉ là một phần trong cuộc cờ chính trị rộng lớn hơn. Từ góc độ phân tích, Ukraine và Việt Nam đều là những bài học quan trọng về việc tự cường và khôn khéo trong một thế giới đầy biến động. Việt Nam đã chứng tỏ khả năng duy trì quan hệ với cả Ấn Độ và Mỹ mà không phải e ngại Bắc Kinh nhờ vào vị thế và thực lực của mình. Khi lãnh đạo Việt Nam thăm Mỹ, họ cũng không ngần ngại ghé thăm Cuba, thể hiện một chính sách đối ngoại độc lập và linh hoạt. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay không chỉ nhờ vào lịch sử đấu tranh giành độc lập mà còn đến từ khả năng tự lực tự cường trong phát triển kinh tế và quân sự. Một lá cờ có thể được mua với giá chỉ vài chục nghìn, nhưng cái giá để lá cờ ấy có thể tung bay tự hào trước bạn bè quốc tế, thể hiện được ý chí và sức mạnh của một dân tộc thì lại là vô cùng đắt đỏ. Qua những điều này, có thể thấy rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng một chính sách đối ngoại khôn khéo, biết nắm bắt cơ hội và không phụ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài sẽ quyết định tương lai của Ukraine. Sự độc lập không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một mục tiêu cụ thể mà mọi quốc gia đều cần phải nỗ lực để đạt được. Chiến tranh và hòa bình trong lịch sử Việt Nam. Lịch sử Việt Nam là một bức tranh đa sắc màu được dựng nên từ những cuộc chiến tranh khốc liệt và những nỗ lực kiên cường để xây dựng hòa bình. Kể từ khi lập quốc, người Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ gian nan, đổ bao nhiêu xương máu để giành lấy độc lập và tự do cho dân tộc. Hành trình này không chỉ phản ánh tinh thần bất khuất của cha ông mà còn cho thấy sự khôn khéo trong việc duy trì hòa bình, đồng thời sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa từ bên ngoài. Việt Nam từ xa xưa đã phải đối mặt với nhiều cuộc xâm lược từ các thế lực bên ngoài. Những cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm như cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông vào thế kỷ thứ 18 hay cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ trong thế kỷ thứ 20 đã tốn biết bao xương máu và tài nguyên của dân tộc. Mỗi cuộc chiến không chỉ là một trận đánh mà còn là một cuộc chiến giành lấy danh dự, nền độc lập và bản sắc văn hóa của dân tộc.
Những hệ quả của chiến tranh để lại không chỉ có sự mất mát về người, về tài sản mà còn có những tổn thương sâu sắc về tâm lý. Người dân Việt Nam đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát, chứng kiến quê hương tan hoang và hàng triệu gia đình ly tán. Những hệ quả này không chỉ ảnh hưởng đến thế hệ sống trong thời kỳ chiến tranh mà còn để lại dấu ấn cho các thế hệ sau này. Trong suốt lịch sử, tinh thần kiên cường của người Việt Nam đã được khẳng định qua các cuộc kháng chiến. Mỗi lần đứng lên kháng chiến, người dân đều thể hiện quyết tâm mãnh liệt để bảo vệ quê hương. Những nhân vật lịch sử như là Trần Hưng Đạo, Lê Lợi hay là Nguyễn Huệ đã trở thành biểu tượng cho tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm của dân tộc. Bên cạnh sự kiên cường, người Việt Nam cũng đã thể hiện sự khôn khéo trong việc thiết lập chính sách đối ngoại, việc tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết các hiệp định thương mại và phát triển quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực và thế giới là những bước đi quan trọng để bảo đảm hòa bình cho dân tộc. Sau những năm tháng chiến tranh, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công cuộc tái thiết. Người dân Việt Nam đã cùng nhau khôi phục sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Những nỗ lực này không chỉ thể hiện ý chí vươn lên mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Trong hơn 30 năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế. Từ một đất nước nghèo nàn, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Sự gia tăng đầu tư nước ngoài, phát triển thương mại và hội nhập quốc tế đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Dù có những bước đi khôn khéo trong việc duy trì hòa bình, Việt Nam vẫn không lơ là trong công tác quốc phòng. Đường lối quân sự của Việt Nam luôn được thiết kế để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Các lực lượng vũ trang được trang bị đào tạo bài bản, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đằng sau sức mạnh quân sự chính là tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm của toàn dân. Người dân Việt Nam hiểu rằng bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm của quân đội mà là của tất cả mọi người. Những phong trào yêu nước, các hoạt động hỗ trợ quốc phòng đã trở thành nét văn hóa đặc sắc, khẳng định tinh thần tự hào của dân tộc. Hòa bình không chỉ là trạng thái tĩnh lặng mà còn là điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững. Những năm tháng chiến tranh đã dạy cho người Việt Nam rằng hòa bình là một tài sản quý giá cần được gìn giữ và phát triển. Hòa bình tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, xã hội ổn định và cuộc sống của người dân được cải thiện. Điều này càng trở nên rõ ràng khi Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế và văn hóa. Những cuộc chiến tranh đã để lại nhiều bài học quý báu cho thế hệ hiện tại và tương lai. Đầu tiên, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước là sức mạnh lớn nhất của dân tộc. Những thế hệ đi trước đã hy sinh vì nền độc lập và điều đó nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ quê hương và gìn giữ những giá trị văn hóa lịch sử. Thứ hai, sự khôn khéo trong chính sách đối ngoại giúp Việt Nam mở rộng quan hệ với các quốc gia khác, tạo ra môi trường hòa bình và ổn định. Điều này cho thấy rằng việc duy trì hòa bình không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn là của mỗi công dân. Nhìn về tương lai, Việt Nam cần tiếp tục phát huy những giá trị hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự biến đổi khí hậu, việc xây dựng một môi trường hòa bình không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn phải dựa vào sự hợp tác và chia sẻ. Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia trong khu vực, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý thức bảo vệ hòa bình và phát triển. Các thế hệ cần được giáo dục về lịch sử, văn hóa và những bài học quý báu từ quá khứ. Từ đó, hình thành nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương. Ngoài ra, sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường cũng là những yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội hòa bình và phát triển. Lịch sử Việt Nam là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng. Từ những đau thương mất mát trong các cuộc chiến tranh, người dân Việt Nam đã biết cách vươn lên xây dựng lại quê hương và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Hòa bình không chỉ là điều mà chúng ta đã giành được, mà còn là điều mà chúng ta phải gìn giữ và phát triển. Đó là trách nhiệm của mỗi người dân, để không chỉ hôm nay mà cả các thế hệ mai sau đều được sống trong một nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng. Cuối cùng, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định bản thân trong bối cảnh toàn cầu không chỉ với tư cách là một quốc gia kiên cường, mà còn là một quốc gia biết yêu thương, chia sẻ và hợp tác. Hòa bình là một hành trình không thể có điểm dừng và chúng ta sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình bằng những trang vàng của lịch sử hòa bình, tự do và phát triển. Tiếp theo đây, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những lời Phật dạy quý giá. Trong cuộc sống hiện đại, những giáo lý của Đức Phật vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa sâu sắc, giúp con người tìm kiếm sự bình yên, trí tuệ và hạnh phúc. Các lời dạy của Ngài không chỉ là những triết lý sống mà còn là những phương pháp thực hành để con người vượt qua khổ đau, đạt được an lạc. Dưới đây là 15 lời Phật dạy thể hiện sự sâu sắc và thấu hiểu về cuộc sống con người và vũ trụ.
Một, tâm mình là chủ, là thầy của mình. Mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều xuất phát từ tâm. Chỉ khi biết quản lý tâm mình, con người mới có thể kiểm soát được cuộc sống. Hai, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là quá trình trải nghiệm cuộc sống với tâm thái tích cực. 3. Giận dữ không bao giờ đem lại hòa bình. Giận dữ chỉ tạo ra đau khổ cho bản thân và người khác. Sự bình yên đến từ tâm trí bình tĩnh. 4. Chỉ cần không làm điều này, hãy cố gắng làm điều thiện. Sống tốt không chỉ là tránh làm điều xấu, mà còn phải tích cực làm những việc tốt đẹp cho người khác. 5. Cuộc sống là sự thay đổi, hãy chấp nhận nó. Mọi thứ đều có thể thay đổi và việc chấp nhận sự thay đổi hoàn toàn là chìa khóa sống an lạc. 6. Hãy nhìn vào chính mình, không phải người khác. Thay vì chỉ trích người khác, hãy tự kiểm điểm bản thân để hoàn thiện tốt hơn. 7. Nỗi khổ sẽ tự tan biến nếu bạn không bám víu vào nó. Đau khổ thường do là sự bám víu vào quá khứ hoặc tương lai. Buông bỏ cũng chính là cách để tìm thấy sự tự do. 8. Mỗi hành động đều có hậu quả, mọi việc ta làm đều có ảnh hưởng. Vì vậy, hãy hành động một cách có trách nhiệm và suy nghĩ. 9. Sống đơn giản, yêu thương nhiều hơn. Hạnh phúc đến từ sự đơn giản và tình yêu thương dành cho nhau. 10. Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy sống trong hiện tại. Hiện tại là thời điểm duy nhất mà chúng ta có thể hành động, vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc một. 11. Hãy làm điều tốt với người khác, ngay cả khi họ không tốt với bạn. Sự tử tế không phụ thuộc vào hành động của người khác, hãy sống với lòng vị tha. 12. Tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau. Mọi hành động của chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến người khác và thế giới xung quanh. 13. Thời gian là tài sản quý giá, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan. 14. Không có gì là vĩnh cửu, hãy trân trọng những gì bạn có. Những gì bạn có hôm nay có thể không còn ngày mai, hãy sống với lòng biết ơn. 15. Hạnh phúc nằm trong chính bạn. Hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà là do chính tâm hồn và cách nhìn nhận cuộc sống của bạn. Những lời dạy của Đức Phật không chỉ đơn thuần là triết lý mà còn là những hướng dẫn thực tiễn cho cuộc sống. Chúng ta có thể áp dụng những lời dạy này vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống để tìm kiếm bình yên, hạnh phúc và sự thấu hiểu sâu sắc hơn về bản thân cũng như là thế giới xung quanh. Hãy để những lời dạy này dẫn dắt bạn trên con đường tìm kiếm ánh sáng và an lạc nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng những thông tin và kiến thức mà chúng mình chia sẻ sẽ mang lại giá trị cho các bạn trong cuộc sống hàng ngày. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trong tương lai. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào, hãy để lại comment bên phía dưới nhé. Chúng mình rất là muốn lắng nghe ý kiến của các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Cuộc chiến huyền thoại giữa tướng Võ Nguyên Giáp đối đầu tướng Navarre tại Điện Biên Phủ năm 1954. Trận đánh lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu tại Điện Biên Phủ năm 1954, xóa bỏ hoàn toàn dấu chân của thực dân Pháp ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đây được cho là siêu pháo đài bất khả xâm phạm tại Đông Dương. Tuy nhiên, Việt Nam ta thời nào cũng có hào kiệt xuất hiện và màn đấu trí cực căng giữa hai vị tướng ở hai chiến tuyến cũng bắt đầu. Ngay từ đầu, Điện Biên Phủ không nằm trong kế hoạch chiến lược của cả hai bên. Tuy nhiên, đến Đông Xuân năm 1953-1954, nơi đây đã trở thành điểm nóng với những chiến lược phức tạp từ cả hai bộ chỉ huy. Cuộc chiến tại Điện Biên Phủ không chỉ mang tính quyết định mà còn ghi dấu ấn lịch sử. Cuối năm 1953, khi phát hiện quân ta di chuyển lên Tây Bắc, tướng Henry đã ra lệnh cho Coney là tư lệnh chiến trường Bắc Bộ điều quân tới Điện Biên Phủ để ngăn chặn. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, Coney tổ chức cuộc hành binh hải lý nhằm chiếm giữ khu vực này. Đến tháng 12 năm 1953, lực lượng quân Pháp đã tăng cường lên tới 6 tiểu đoàn. Ban đầu, Nava coi Điện Biên Phủ là một cứ điểm bình thường, nhưng khi nhận thấy sự di chuyển của hai đại đoàn 308 và 312, ông đã quyết định thay đổi chiến lược, xem đây là nơi quyết chiến của hai bên. Trung tuần tháng 12 năm 1953, Nava thông báo với quân đồn trú rằng ông chấp nhận giao chiến tại Điện Biên Phủ. Vậy điều gì đã khiến Nava thay đổi tư duy? Các tài liệu sau này chỉ ra rằng quyết định của ông dựa trên sự so sánh lực lượng. Quân Pháp tự tin vào khả năng hậu cần khi có máy bay vận tải có thể tiếp tế nhanh chóng, trong khi quân Việt Minh phải phụ thuộc chủ yếu vào sức người.
Chúng biết rằng nguồn tiếp tế lương thực của Việt Minh chỉ đến từ ba nguồn, khu 4 Thanh Nghệ Tĩnh, Việt Bắc và Trung Quốc, và tất cả đều cách xa 300-400 km với điều kiện đường xá rất xấu. Hỏa lực cũng là yếu tố then chốt trong cuộc chiến. Quân Pháp có máy bay ném bom ngay tại chỗ và nhiều máy bay từ Hà Nội, Hải Phòng sẵn sàng tiếp ứng. Ngoài ra, họ còn có 24 khẩu pháo 1.5 ly, 4 khẩu đại pháo 1.55 ly cùng gần 30 khẩu 120 ly. Trong khi đó, việc đưa pháo lớn vào Điện Biên Phủ là vô cùng khó khăn đối với Việt Minh. Nếu có thể đưa được pháo vào, chúng sẽ phải được đặt ở các sườn núi đối diện để đủ tầm bắn vào các cứ điểm do thung lũng rộng lớn với lực lượng pháo binh áp đảo. Pháp tự tin rằng họ có thể tiêu diệt bất kỳ khẩu pháo nào của Việt Minh chỉ trong 3 phút khai hỏa. Ngoài ưu thế vượt trội về không quân, quân Pháp còn sở hữu lợi thế lớn về thiết giáp. Trong khi lực lượng Việt Minh chủ yếu là bộ binh, Pháp có tới 10 xe tăng hoạt động trong khu vực. Địa hình bằng phẳng ở Điện Biên Phủ là một yếu tố thuận lợi giúp quân Pháp phát huy sức mạnh của máy bay ném bom và xe tăng, trong khi Việt Minh không có chỗ ẩn nấp. Cứ điểm Điện Biên Phủ là một tập đoàn phòng ngự vững chắc với 49 điểm cố thủ được chia thành 3 khu vực liên kết chặt chẽ. Khi tấn công vào một cứ điểm sẽ đối mặt với không chỉ hỏa lực của cứ điểm đó mà còn với sự hỗ trợ từ các cứ điểm lân cận, cùng bom từ máy bay và pháo binh ở trung tâm. Dù có ưu thế, tướng Nava vẫn lo lắng rằng nếu Việt Minh không tấn công, những nỗ lực xây dựng cứ điểm sẽ trở nên vô nghĩa. Ngày 17 tháng 12 năm 1953, Nava cùng tướng Cô Nhi thăm Điện Biên và nhận định rằng cuộc chiến ở đây sẽ khó khăn hơn ở Nha Sản. Tuy nhiên, Cô Nhi đã đứng lên phản bác, khẳng định rằng vị trí phòng ngự của quân Pháp tại đây mạnh hơn nhiều so với Nha Sản, đồng thời cho rằng Việt Minh phải vượt qua 500 km đường bị ném bom để tiếp cận. Không chỉ Cô Nhi mà nhiều tướng lĩnh và chính khách Pháp, Mỹ đến thăm Điện Biên cũng tin rằng đây là một pháo đài bất khả xâm phạm. Niềm tin này tồn tại cho đến khi Việt Minh mở màn cuộc tấn công vào Him Lam vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Với quyết tâm tiêu diệt Điện Biên Phủ để tạo bước ngoặt trong cuộc kháng chiến, Đảng đã huy động cả nước tham gia. Khoảng 260.000 dân công được huy động cùng với lực lượng quân đội chủ lực tham gia chiến dịch. Trong khi quân Pháp hài lòng với những lợi thế của mình, tướng Giáp cũng nhanh chóng nhận ra cơ hội cho chiến thắng. Trong hồi ký Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, ông viết về hai nhược điểm lớn của hệ thống phòng ngự của Pháp. Đầu tiên là sự cứng nhắc và thụ động của tập đoàn cứ điểm. Dù có sự liên kết, thực tế các cứ điểm vẫn tách biệt. Khi một cứ điểm bị tấn công, lực lượng đối phó chủ yếu là quân tại đó với hỏa lực hỗ trợ từ xa. Nhược điểm này cho phép Việt Minh tập trung sức mạnh, tiêu diệt từng cứ điểm vào thời điểm thuận lợi. Thứ hai, một nhược điểm lớn của Điện Biên Phủ là sự cô lập của nó, nằm giữa khu rừng núi miền Bắc đã được giải phóng. Điện Biên Phủ xa cách hoàn toàn các căn cứ hậu phương, đặc biệt là những căn cứ không quân lớn của Pháp. Mọi việc tăng viện và tiếp tế đều phải phụ thuộc vào đường không. Nếu đường tiếp tế bị cắt đứt, quân Pháp sẽ nhanh chóng mất sức chiến đấu. Việc không chiến hay cắt đứt sân bay Mường Thanh không còn là điều khó khăn đối với quân đội ta. Hơn nữa, tướng Giáp còn có hai bất ngờ dành cho quân Pháp khi khai hỏa. Lực lượng pháo binh và pháo cao xạ, sự xuất hiện của các khẩu pháo hạng nặng 105mm và pháo cao xạ đã làm đảo lộn mọi tính toán của quân Pháp. Đường hàng không, còn đường tiếp tế duy nhất của họ đã bị cắt đứt bởi hỏa lực từ núi, khiến máy bay không thể hạ cánh hay cất cánh. Khi quân Pháp quyết định thả dù, họ lại bị pháo cao xạ bắn hạ, dẫn đến việc phần lớn hàng hóa rơi vào tay Việt Minh. Hậu cần yếu kém là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Dù tướng lĩnh Pháp đã tính toán kỹ lưỡng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn tìm ra điểm yếu trong kế hoạch của họ để tấn công. Vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, pháo binh Việt Minh chính thức khai hỏa mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ. 40 khẩu pháo từ 75 đến 120mm đồng loạt bắn vào cứ điểm Him Lam kéo dài trong 2 giờ với 2.000 quả đạn. Đây là lần đầu tiên quân đội Việt Nam bắn nhiều đạn pháo đến như vậy. Trong cuốn sách Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm, Edward Benkoat mô tả cảm giác của lính Pháp giữa đạn pháo của đối phương. Cơn mưa đạn từ pháo binh Việt Minh bắn vào Beatrix kéo dài suốt 2 giờ khiến lính Lê Dương không còn từ nào để diễn tả ngoài từ hỏa ngục. Tuy vậy, từ này vẫn không thể lột tả hết sự khốn cùng mà họ phải chịu đựng. Ngay sau Him Lam, các cứ điểm còn lại ở phân khu Bắc cũng phải chịu số phận tương tự. Mặc dù pháo binh Pháp bắn trả rất mạnh mẽ với hơn 10.000 quả đạn chỉ trong 2 ngày, nhưng họ không gây được tổn thất nào cho các khẩu pháo của Việt Minh.
Ngược lại, họ mất 2 khẩu pháo 1.5 ly và 1 khẩu đại pháo 1.55 ly. Pinot, một chỉ huy pháo binh Pháp, bắt đầu hoảng hốt khi không thể xác định vị trí của pháo Việt Minh, dù đã dành trọn một đêm để quan sát. Hỏa lực của đối phương bắn chính xác và mạnh mẽ, nhưng họ không tài nào tìm ra được nơi đặt các khẩu pháo ấy để phản công. Cuộc chiến ở Điện Biên Phủ đang bước vào giai đoạn khốc liệt và những diễn biến tiếp theo sẽ quyết định cục diện của cuộc kháng chiến. Sáng ngày 15 tháng 3, tướng Pinot đã tự sát trong hầm của mình, một hành động phản ánh sự tuyệt vọng của ông trước tình thế nguy cấp. Pinot không thể ngờ rằng dù kinh nghiệm còn hạn chế, nhưng lính pháo binh Việt Minh lại rất thông minh và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến. Nhận thức được sức mạnh của không quân Pháp và hỏa lực mạnh mẽ của đối phương, quân Việt Nam đã xây dựng công sự cho pháo ở trong lòng núi. Nóc hầm được gia cố bằng các thân cây có đường kính từ 20cm trở lên rồi đổ đất đá lên trên để đảm bảo khả năng chống chịu với bom đạn. Ngoài ra, trận địa được ngụy trang kỹ lưỡng để không lộ ra dấu vết nào. Khi các khẩu pháo đã được bố trí và hướng nòng vào các cứ điểm của Pháp, quân đội Việt Minh đã hoàn toàn yên lặng. Thay vì đặt pháo theo cụm như thông thường, quân ta đã rải rác các khẩu pháo 105mm khắp các ngọn đồi xung quanh thung lũng nhằm giảm thiểu rủi ro khi bị phát hiện và tấn công. Dù vị trí đặt pháo khác nhau, nhưng pháo binh Việt Minh đã đo đạc rất cẩn thận từng thông số bắn, bảo đảm mỗi lần khai hỏa đều có thể trúng mục tiêu. Phương châm khóa khí phân tán, khóa lực tập trung được áp dụng rất hiệu quả. Đồng thời, quân ta cũng sử dụng các trận địa giả để tạo ra hiệu ứng lửa và ánh chớp, khiến đối phương tưởng rằng đó là hỏa lực của pháo. Nhờ vào những biện pháp này, pháo binh Việt Nam đã đè bẹp được pháo binh Pháp mà không chịu thiệt hại nặng nề. Đến thời điểm này, tướng Coney là tư lệnh chiến trường đã phải thừa nhận với một số phóng viên rằng Điện Biên Phủ thực sự là một cái bẫy, nhưng không phải cho Việt Minh mà lại trở thành bẫy đối với quân Pháp. Khi nhận ra vấn đề, dù có mọc thêm cánh thêm đuôi thì quân Pháp cũng không thể thoát khỏi thế trận lợi hại của Việt Minh. Sức mạnh hậu cần của quân dân Việt Nam ta khi đó. Chiến dịch ở Điện Biên Phủ không chỉ đến từ hỏa lực áp đảo mà còn đến từ những kỳ tích về hậu cần. Dù quân Pháp có ưu thế tuyệt đối về không quân, lực lượng thiết giáp với 10 xe tăng, trong khi Việt Minh chỉ có bộ binh thuần túy, nhưng nhiều tướng lĩnh Pháp và Mỹ khi đến thăm đã cho rằng đây là một pháo đài bất khả xâm phạm. Khoảng cách tiếp tế lên đến 500 km là điều gần như không tưởng đối với lực lượng hậu cần thô sơ của Việt Minh. Tư lệnh quân Viễn Chinh Pháp đã nhấn mạnh với Tổng tư lệnh Nava rằng tôi mong rằng chúng ta đừng làm gì khiến Việt Minh sợ hãi mà không dám đánh vào Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Rõ ràng, Điện Biên Phủ chính là một cái bẫy chết người, nhưng thật đáng tiếc, quân Pháp chỉ nhận ra điều này khi đã quá muộn. Họ thua không chỉ vì sức mạnh của quân và dân ta, mà còn vì những kỳ tích mà chúng ta đã tạo ra vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Chiến dịch Điện Biên Phủ là lớn nhất trong suốt 9 năm chống Pháp với hơn 50.000 người tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội ta tập trung nhiều đại đoàn và sử dụng pháo cao xạ cùng pháo mặt đất 105mm. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao hơn về hậu cần so với các chiến dịch trước. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công, trước hết cần mở các con đường cơ giới đến Điện Biên nhằm vận chuyển pháo. Theo tài liệu từ nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, hàng trăm km đường đã được sửa chữa và mở mới. Cụ thể, đường 41 từ Hòa Bình lên Xôi Rút và từ Xôi Rút lên Sơn La được củng cố với 300 km đường từ Yên Bái đến Sơn La. Ngoài ra, 89 km đường từ Tuần Giáo vào Điện Biên cũng được hoàn thiện. Việc mở đường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là do địa hình đồi núi. Quân và dân ta chủ yếu dựa vào sức người với các công cụ thô sơ. Khi bạt núi làm đường, nguồn thuốc nổ lại rất hạn chế. Vì vậy, bộ đội và dân công đã áp dụng kinh nghiệm truyền thống như việc dùng củi đốt để làm nóng đá, sau đó tưới nước để làm vỡ đá. Trong bối cảnh khó khăn đó, những người lính và dân công vẫn giữ tinh thần lạc quan, sáng tạo ra những câu ca để động viên nhau như thớ vàng, thớ trắng ngon xôi, thớ đen, thớ xám thì hơi khó nhằn. Phong trào thi đua lao động đã xuất hiện, có người làm liên tục từ 3.000 nhát búa mà không nghỉ. Tuy nhiên, việc mở đường mới chỉ là một phần, giữ cho những con đường tồn tại còn khó khăn hơn. Đối mặt với thiên tai như mưa lũ và nhân họa từ máy bay Pháp, để khắc phục, quân và dân ta đã nghĩ ra nhiều biện pháp ngụy trang, đồng thời tổ chức các đội túc trực để xử lý hậu bom, đảm bảo đường đi không bị tắc nghẽn. Mưa lũ khiến các con đường đất mới mở trở nên lầy lội. Nếu không có biện pháp khắc phục, con đường cũng sẽ trở nên vô dụng vì không thể cho xe chạy được. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của quân và dân Việt Nam đã góp phần tạo nên kỳ tích lịch sử trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Để chống lại tình trạng lầy lội, quân và dân ta đã áp dụng nhiều biện pháp như xây kè, làm rãnh thoát nước và giải đá trên mặt đường.
ở những nơi quá lầy, chúng ta phải dùng gỗ để tạo ra những đoạn đường tạm thời. Đồng thời, lực lượng tu sửa cũng phải làm việc không ngừng, ngay cả khi đêm xuống, để chống lại mưa lũ. Chỉ tính riêng một đoạn đường dài 89 km từ Tuần Giáo đến Điện Biên, bộ đội và dân công đã vận chuyển 18.053 mét khối đá sỏi từ dưới suối lên mặt đường, cùng với 92 mét khối gỗ để cải tạo 69,6 km vệt bánh xe. Khối lượng gỗ và đá khổng lồ đó cho thấy sự gian nan trong công tác chống lầy. Sau thất bại của Điện Biên Phủ, nhiều tư lệnh và học giả Pháp đã nhận định rằng sự có mặt của pháo Việt Minh là một trong những yếu tố bất ngờ lớn nhất. Tuy nhiên, thực tế là người Pháp không bất ngờ về việc Việt Minh có pháo, mà chính là khả năng của Việt Minh trong việc đưa pháo lên các dãy núi cao để bắn lại họ. Xung quanh thung lũng Mường Thanh có hai dãy núi là Pú Hồng Mèo, tức là mặt trời mọc, ở phía đông và Pú Tà Co, tức là mặt trời lặn ở phía tây, với các ngọn núi cao trên 700 mét để bắn pháo chính xác. Chúng ta đã chủ trương mở đường kéo pháo lên những dãy núi này. Theo cuốn Chuyện kể Điện Biên Phủ năm 1953-1954, pháo được kéo đến điểm dừng ở km 69 trên đường 41, sau đó phải mở một con đường dài 15 km để vượt qua hệ thống núi. Chỗ cao nhất cần vượt qua là đỉnh Pú Pha Sòng, cao 1.150 mét, trong khi chỗ thấp nhất là vực Nậm Kho Hồ ở độ cao 600 mét. Con đường kéo pháo lại nằm trong tầm pháo của địch, nên đoàn cán bộ phải xác định phương án làm đường qua những khu vực chưa có dấu chân người. Không có bản đồ chi tiết hay thiết bị hiện đại, cán bộ công minh vẫn tính toán và lo lắng rằng để hoàn thành cần hàng vạn dân công trong vòng 24 giờ. Thế nhưng, quân ta đã đạt được thành quả vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau 20 giờ lao động khẩn trương với các công cụ đơn giản như cuốc, xẻng và mìn, 5.000 chiến sĩ của đại đoàn 308 đã hoàn thành tuyến đường dài hơn 10 km, vượt xa kế hoạch đề ra. Đây là một thành tích nổi bật, tô thắm thêm cho truyền thống mở đường thắng lợi của quân đội ta. Khi đã hoàn tất việc mở đường, nhiệm vụ kéo pháo vào trận địa cũng trở thành một kỳ tích ấn tượng khác trong cuộc chiến này. Đưa những khẩu pháo nặng trên 2 tấn vượt qua những đoạn dốc cao đến 60 độ chỉ bằng sức người quả là một thử thách không tưởng. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường và tinh thần khắc phục khó khăn, bộ đội ta đã thành công trong việc đưa pháo vào trận địa, đặt chúng trên các đỉnh núi để dội bão lửa xuống lòng trào Mường Thanh, tiêu diệt quân Pháp. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vấn đề cung cấp hậu cần được coi là thách thức lớn nhất với khoảng cách từ hậu phương tới 400-500 km cùng với thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, việc đảm bảo tiếp tế vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, đồ dùng và thuốc men trở nên cực kỳ khó khăn. Đặc biệt, mọi hoạt động tiếp tế cần phải được giữ bí mật ở mức cao nhất để tránh bị máy bay địch phát hiện và đánh phá. Để đáp ứng nhu cầu này, chính phủ đã huy động gần 300.000 dân công phục vụ cho chiến dịch, trong khi cần phải vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa. Một thách thức lớn là tìm cách đưa được lực lượng này di chuyển trên quãng đường dài 500 km một cách hiệu quả nhất. Theo tính toán, mỗi dân công chỉ có thể gánh khoảng 20-30 kg gạo, nhưng với quãng đường xa, lượng gạo ấy phải chia cho cả người gánh, khiến cho khi đến đích, khối lượng thực phẩm còn lại rất ít. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, một phương tiện vận chuyển không hiện đại nhưng rất hữu ích đã ra đời, đó chính là xe đạp thồ. Hàng ngàn chiếc xe đạp thồ đã được sử dụng để chở gạo lên Điện Biên. Trung bình, mỗi chiếc xe có thể vận chuyển từ 150 tới 200 kg gạo, chỉ cần hai người điều khiển. Giống như ở mặt trận mở đường, các dân công đã tổ chức thi đua nhau trong công việc thồ hàng. Kỷ lục thồ hàng trong thời kỳ này thuộc về hai anh Ca Văn Tý và Mao Văn Thắng, với khả năng vận chuyển lên tới 325 kg, gấp 13 lần so với một dân công gánh. Trong toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội và dân công của ta đã sử dụng tới 21.000 chiếc xe đạp thồ, được gọi là binh chủng xe đạp thồ, hoạt động trên chiều dài gần 1.500 km. Lực lượng này được biên chế thành từng đoàn, theo địa phương, mỗi đoàn gồm nhiều trung đội. Mỗi trung đội có từ 30 đến 40 xe, được chia thành các nhóm khoảng 5 xe để hỗ trợ nhau khi vượt đèo leo dốc cao. Mỗi đoàn xe thồ đều có một chiếc xe chuyên chở phụ tùng thay thế, phục vụ cho việc sửa chữa dọc đường. Với tốc độ nhanh hơn việc gánh bằng sức người, xe đạp thồ có khả năng vận chuyển các vật liệu nặng như là xăng dầu và đi được trên nhiều loại địa hình mà ô tô không thể. Ưu điểm của phương tiện này là không cần nhiên liệu, dễ sửa chữa, dễ ngụy trang và có thể hoạt động lẻ tẻ hoặc thành đoàn trong mọi điều kiện thời tiết.
Để có thể vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa bằng xe đạp, các dân công đã sáng tạo ra những điều chỉnh thiết thực. Họ đã thêm vào một đoạn tre nhỏ dài khoảng 1 mét, gọi là tay ngay, để giúp điều khiển xe. Phần này được buộc vào yên xe và có chiều cao khoảng 50cm, giúp người điều khiển vừa giữ thăng bằng, vừa đẩy xe đi. Đồng thời họ cũng tăng độ cứng của khung xe bằng cách hàn thêm sắt và bột gỗ, sử dụng vải và quần áo cũ để gia cố. Ban đầu, mỗi chiếc xe đạp thồ chỉ có thể chở từ 50 đến 100kg, nhưng với các cải tiến sáng tạo, trọng tải này dần dần được tăng lên. Ví dụ, hai chiếc xe thồ có thể được gá lại với nhau, cho phép chở hai thương binh nặng nằm và bốn thương binh nhẹ ngồi. Những chiếc xe đạp trang bị đèn phát điện còn được sử dụng để tạo ánh sáng phục vụ các bác sĩ trong những ca phẫu thuật diễn ra vào ban đêm. Theo cuốn Chuyện Điện Biên Phủ, ký giả Kidat đã ghi nhận rằng hàng trăm tấn bom đã rơi xuống các tuyến đường giao thông và những con đường tiếp vận của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng không một lần nào những con đường ấy bị tê liệt. Tướng Nava đã phải đối mặt với thất bại chính vì những chiếc xe đạp thổ này cùng với những kiện hàng nặng từ 200 tới 320 kg được điều khiển bởi những con người dù không no đủ nhưng vẫn kiên cường ngủ trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Đội quân xe đạp thô xuất hiện ở Điện Biên không chỉ là một kỳ tích trong lịch sử chiến tranh của Việt Nam mà còn là biểu tượng cho ý chí và tinh thần quyết tâm không gì có thể lay chuyển được của một dân tộc trên con đường hướng tới độc lập và tự do. Pháo binh Việt Nam hạ gục và đè bẹp pháo binh Pháp từng xưng hùng xưng bá tại châu Âu ra sao? Pháo binh Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội, đánh bại pháo binh Pháp từng là niềm tự hào của quân đội Pháp. Chúng ta đã làm cho đối phương cảm thấy hoang mang khi các khẩu đội pháo thiện chiến của Pháp lần lượt bị tiêu diệt bởi sự chính xác của phản pháo từ Việt Minh. Hai khẩu pháo 105mm đã bị quét sạch cùng với đội ngũ pháo thủ, trong khi một khẩu 155mm cũng không thể trụ vững. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1953, đội Castelli đã được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thực hiện chiến lược của Nava nhằm biến nơi đây thành một cái bẫy khổng lồ, thu hút quân đội Việt Nam đến và tiêu diệt. Mục tiêu của chúng ta là kết thúc cuộc chiến tranh, bình ổn Đông Dương sau nhiều năm loạn lạc. Để thực hiện điều này, Nava đã cử nhiều đến tướng lĩnh cấp cao có kinh nghiệm chiến đấu để hỗ trợ cho đội Castelli, trong đó có Jacques Pidot, một chỉ huy pháo binh dày dặn kinh nghiệm. Người Pháp vẫn luôn tự hào về sức mạnh của pháo binh và sự bổ sung của Pidot được coi là một yếu tố quan trọng cho kế hoạch của họ. Tuy nhiên, sự tự mãn này đã dẫn họ đến thất bại khi mà sức mạnh và tinh thần của quân đội Việt Minh ngày càng được khẳng định qua từng trận chiến. Sự kỳ diệu của đội xe đạp thổ đã góp phần tạo nên những chiến công hiển hách, khẳng định sức mạnh và quyết tâm của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cứ điểm Điện Biên Phủ được xây dựng với sự chú trọng đặc biệt vào pháo binh lại trở thành một thất bại đáng tiếc. Sự thiếu hiệu quả trong việc phát huy sức mạnh của những khẩu pháo hiện đại tại đây đã dẫn đến việc mất đi những vị trí chiến lược quan trọng trong chuỗi phòng thủ của tập đoàn cứ điểm. Điều này càng thêm thảm bại khi Đại tá Jacques Pidot, chỉ huy lực lượng pháo binh Pháp, đã tự sát ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến, phản ánh sự nhanh chóng trong sự thất thủ của Điện Biên Phủ. Có vẻ như người Pháp đã đánh giá quá cao hệ thống phòng thủ của mình, vốn được coi là gần như hoàn hảo, cùng với sự hỗ trợ vũ khí hiện đại từ các nước đồng minh. Họ đã quá tự tin vào khả năng lãnh đạo của các tướng và sĩ quan Pháp, dẫn đến một bài học nghiêm khắc về sự kiêu ngạo khi không đánh giá đúng đối thủ của Việt Minh và khả năng phi thường mà họ có thể đạt được. Những ngày tháng ở Điện Biên Phủ có thể là không dài, nhưng lại mang tính quyết định lớn cho Pidot, khiến ông phải đối diện với đau thương và thất bại. Tại thời điểm đó, Điện Biên Phủ vẫn được xem là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương và để tương xứng với tầm quan trọng của chiến dịch, Pháp đã điều động những đơn vị pháo binh tinh nhuệ nhất, bao gồm các khẩu pháo 155mm, loại pháo lớn nhất tại Đông Dương lúc bấy giờ. Ngoài ra, lực lượng pháo binh còn được hỗ trợ bởi nhiều khẩu pháo 105mm và súng cối hạng nặng được bố trí thành hai căn cứ chính nhằm hỗ trợ cho tất cả các cứ điểm. Căn cứ đầu tiên nằm ở Bằng Thanh với một tiểu đoàn pháo 155mm, một đại đội pháo 155mm và 16 khẩu cối 120mm. Căn cứ thứ hai ở Hồng Cúm cũng có một tiểu đoàn pháo 155mm. Hai trận địa này có thể hỗ trợ lẫn nhau và trở thành lực lượng chủ lực trong việc tiêu diệt đối phương khi cần thiết. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1953, Đại tá Pidot đã trình bày kế hoạch phản pháo của mình cho Đại tướng Nava, bày tỏ sự tự tin rằng lực lượng pháo binh của ông có thể đáp trả hiệu quả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Việt Minh. Pidot, một sĩ quan dày dặn kinh nghiệm đã từng tham gia chiến tranh thế giới vào thứ hai và mất một cánh tay trong chiến dịch ở Ý vào năm 1943.
tự tin phác thảo kế hoạch phản công của mình trên bản đồ địa hình Điện Biên Phủ, chỉ rõ vị trí của Việt Minh. Ông ta khẳng định rằng một khẩu đội pháo 155mm có thể tiêu diệt cả một cụm pháo 105mm của đối phương và hứa hẹn sẽ không để bất kỳ khẩu pháo nào của Việt Minh bắn quá 3 phút mà không bị phản công. Trước sự quan tâm của các phóng viên và chính trị gia, Pirot không ngần ngại phô trương sức mạnh của pháo binh dưới quyền mình. Ông đã từ chối đề nghị cung cấp thêm pháo, tự tin khẳng định rằng quân đội ta đã có đủ trọng pháo cần thiết để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ Việt Minh. Pirot đã chắc chắn rằng 24 khẩu pháo 155mm sẽ đủ sức đối đầu với mọi loại vũ khí của đối phương và 4 khẩu khác sẽ dập tắt những gì còn lại chưa bị tiêu diệt. Tuy nhiên, sự tự mãn này sẽ sớm phải trả giá khi mà thực tế chiến trường không hề diễn ra như những gì ông dự tính. Sự kiêu ngạo và đánh giá thấp sức mạnh của Việt Nam đã khiến cho Điện Biên Phủ trở thành một trong những thất bại đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử quân sự Pháp. Thái độ kiêu ngạo của Bộ Chỉ huy quân đội Pháp bắt nguồn từ những tính toán sai lầm khi họ cho rằng Việt Minh sẽ không thể đưa được những khẩu pháo nặng lên Điện Biên Phủ, cũng như cất giấu chúng mà không bị phát hiện. Họ tin rằng với địa hình hiểm trở và việc vận chuyển chủ yếu bằng đường bộ, mọi hoạt động của Việt Minh đều có thể bị theo dõi từ trên không bởi máy bay quân Pháp. Nếu có pháo thì cũng chỉ là những khẩu hạng nhẹ không đáng kể, không đủ sức mạnh để đe dọa trước sức mạnh của các loại vũ khí hiện đại mà quân đội Pháp đang sở hữu nhờ vào sự hỗ trợ khổng lồ từ quân đội Mỹ. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng bằng nỗ lực đáng kể của mình, Việt Minh đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Quân ta không chỉ thành công trong việc đưa những khẩu trọng pháo lên những ngọn đồi xung quanh Điện Biên Phủ mà còn tạo ra một hệ thống phòng thủ kiên cố, đồng thời xây dựng những hầm trú ẩn cho pháo. Những chiến dịch này, quân ta đã đánh dấu những bước đi đầu tiên quan trọng trong cuộc chiến không cần sức mạnh từ vũ khí hạt nhân. Vào lúc 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954, Việt Minh đã khai hỏa vào 3 cứ điểm Him Lam mở màn cho đợt tấn công thứ nhất vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Những khẩu trọng pháo được bố trí trên các đồi cao xung quanh lần lượt khai hỏa, bắn phá vào lòng chảo Mường Thanh. Hàng nghìn tên lửa từ những khẩu đại bác cỡ lớn đã lao vút vào các vị trí của quân Pháp tại Him Lam, khiến cho toàn bộ khu vực rung chuyển trước sự tấn công bất ngờ này. Trong bối cảnh hỗn loạn, viên chỉ huy Castelli liên tục gọi điện cho Trung tá Pirot để nắm bắt tình hình và yêu cầu ông cần có biện pháp phản pháo ngay lập tức. Tuy nhiên, như cấp trên của mình, Pirot cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi phải đối mặt với thực tế rằng ông không thể xác định được vị trí của những khẩu pháo đang nhả đạn. Trong đêm hôm đó, Pirot đã ra lệnh dội 6.000 viên đạn xuống xung quanh Him Lam, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Him Lam đã hoàn toàn nằm trong tầm tay của quân Việt Minh. Quân ta đã chiếm giữ được cứ điểm này, loại khỏi vòng chiến đấu gần 500 lính Pháp. Sáng sớm ngày 15 tháng 3 năm 1954, quân Việt Minh tiếp tục tấn công vào sườn phía Bắc và phía Nam của cứ điểm độc lập. Trận đánh diễn ra dễ dàng và nhanh chóng, với nhiều sĩ quan Pháp bị thương vong. Tất cả súng cối 81mm và 120mm của quân Pháp đều bị phá hủy. Trước tình hình nguy cấp, Pirot đã ra lệnh cho nhiều cuộc phản kích bằng pháo 155mm và 105mm cùng với sự tham gia của một tiểu đoàn và một số xe tăng từ Mường Thanh để ứng cứu. Tất cả những nỗ lực cuối cùng đã đi đến thất bại. Sau hơn 3 giờ chiến đấu ác liệt từ cả hai phía, cứ điểm độc lập cũng không thể thoát khỏi số phận, giống như cứ điểm Him Lam bị chiếm lĩnh một cách nhanh chóng. Pirot, sau hai đêm không thực hiện được lời hứa bịt miệng các họng pháo của Việt Minh, đã tự kết liễu đời mình trong hầm bằng một quả lựu đạn. Để không làm mất tinh thần binh sĩ, De Castelli đã quyết định che giấu vụ việc, không công bố thông tin chính thức về cái chết của Pirot mà chỉ thông báo tình hình cho cấp trên của ông ta ở Hà Nội. Pirot có lẽ đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của pháo binh, trong khi giữa ông và sức mạnh đáng gờm của quân đội Việt Nam là một khoảng cách xa hơn. Sự chủ quan đã khiến ông đánh giá thấp đối thủ và dẫn đến thất bại trong tuyệt vọng. Việt Minh đã biết cách khai thác tối đa lợi thế của mình, linh hoạt trong chiến đấu và mang lại hiệu quả tối ưu cho các chiến thuật của họ. Lẽ ra, Pirot có thể làm được nhiều hơn những gì người ta kỳ vọng, nhưng những sai lầm của ông đã khiến ông thất bại. Nhiều thập kỷ sau trận Điện Biên Phủ, người ta vẫn nhắc đến cái chết của Pirot như một biểu tượng của sự xấu hổ và đau đớn, không thể thực hiện lời hứa của mình. Tuy nhiên, cái chết ấy cũng có thể được nhìn nhận như một cái chết trong danh dự khi mà vị chỉ huy cao nhất của ông tại Điện Biên Phủ lại không đạt được điều tương tự và phải cam chịu đầu hàng quân đội Việt Minh. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những điều thú vị trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận bên dưới và cho chúng tôi biết các bạn muốn xem nội dung gì trong video tiếp theo.
Xin được cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!